Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì đã bắt đầu đến cái mùa vụ thu hoạch cà phê. Người dân bên cạnh cái việc háo hức trông chờ vào một cái mùa, mùa, bội thu thì cái sự lo lắng vì tình trạng trộm cắp đã bắt đầu xuất hiện. Hiện tại thì Nhung đang đứng ở tại xã E Cao, thành phố Buôn Thuộc và một số hộ dân nơi đây đang phản ánh rằng họ đang bị trộm cà phê. Chăm sóc cả một năm, vườn cà phê của ông Vũ Văn Hải ở thôn 4 xã E Cao, thành phố Buôn Ma Thuộc chưa kịp thu hoạch đã bị hái trộm hàng chục cây nó cứ đi lựa những cây chín nó hái rồi nó cắt cả cành nó đi gom đi nhưng mà chắc là phát hiện được người nhà nên thì nó bỏ đấy nó không đi vác đi nữa tại thôn bốn xã e cao nhiều hộ cũng phát hiện vườn mình bị hái trộm tương tự hái trộm thì bọn nó rất uh, tinh vi và nó lựa những cây khuất sâu bên trong mà những người dân mà không đi vào trong đó là không thấy á nhưng mà mình đi đây là mình đi vặt trồi và mình làm cần đầy đủ mình mới phát hiện ra thời điểm thu hoạch cà phê đang đến gần nông dân trồng cà phê lo lắng vì tình trạng trộm cắp cà phê đang diễn biến phức tạp đây là vấn đề nhức nhối diễn ra thường xuyên nhất là những năm cà phê được giá